Trận chiến cuối cùng. Lôi binh. Tác giả Bảo Định, Nguyễn Hữu Chế. Đêm nay xuân lộc vầng trăng khuyết, như một vành tan bịch đất trời. Chân theo quân trúc hồng ta ở, sông nước la ngà pha máu sôi. Mặt trận phía Tây thất bại, nhưng quân ta đang thắng lớn tại Xuân Lộc. Dù sao sức người có hạn, quân ta ngày càng mòn mỏi, đạn dược cạn dần. Trong lúc đó Hà Nội đã tung vào Nam tất cả những gì chúng có. Cái gọi là quân đội nhân dân Việt Nam được thành hình từ một trung đội tuyên truyền giải phóng quân, đến nay đã lên đến 21 sư đoàn. Khi phát động chiến dịch tổng tấn công Việt Nam Cộng Hòa từ đầu tháng 1 năm 75, Hà Nội chỉ để lại một sư đoàn giữ nhà, còn lại đưa vào Nam tất cả. Vùng biên giới Việt Trung thì có các sư đoàn Trung Cộng trấn giữ. Theo các tác giả Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Đại tá Lê Bá Khiếu và Tiến sĩ Nguyễn Văn viết trong quyển Những sự thật chiến tranh Việt Nam từ 54 đến 75, tướng Cộng sản Bắc Việt Văn Tiến Dũng được năm tướng cố vấn Nga Xô bày mưu tính kế. Ngày trước đánh Điện Biên Phủ, tướng Võ Nguyên Giáp cũng được các cố vấn Tàu Phù Trần Canh Lã Quý Ba chỉ dạy cách đánh. Quân đoàn 2 và một số đơn vị thuộc quân khu 5 do Lê Trọng Tấn thống lĩnh đã vào đến rừng lá. Quân đoàn 1 xuất phát từ bờ sông Hồng cũng đã vào đến. Quân đoàn 3 từ Đà Lạt theo đường quốc lộ 20 đang trên đường xuống. Xuân Lộc giờ đây đã trở thành ốc đảo giữa biển giặc mênh mông. Bên ngoài tuyến Xuân Lộc, tiểu đoàn 2/43 đã lấy lại kiểm soát đến xã An Lộc, đèo Mẹ Bồng Con, đến chân núi Ma, sân bay An Lộc và bệnh viện Đồng Điền Cao Su, SIPH. Đơn vị cũng đã hoạt động đến ấp Núi Đỏ và xã Tân Lập. Giao thông liên lạc đã tái lập từ núi thị đến thị xã, nhưng chỉ đi băng qua rừng cao su, công trang ngõ cua heo để tránh bị bắn xẻ. Hướng Đông Bắc, quân ta hoạt động xa ngoài vòng đai thị xã, kiểm soát đến ấp Bảo Vinh A và B. Hướng Đông Nam, trung đoàn 141 của sư đoàn 7 Cộng sản đang bị quân dù bao vây chia cắt. Tiểu đoàn 12 và đại đội trinh sát của trung đoàn 141 hầu như bị xóa sổ. Quân dù kiểm soát đến ấp Bảo Định và Bảo Bình. Hướng Nam, chiến đoàn 48 hoạt động đến căn cứ Long Giao. Nhưng Xuân Lộc giờ đây đã mất hết vai trò chủ yếu. Xuân Lộc không còn là nút chặn quân xâm lăng Cộng sản Bắc Việt. Vì đối phương đã tránh Xuân Lộc, đang điều quân đi vòng. Chúng chỉ để lại sư đoàn 7 của Lê Nam Phong đánh cầm chân sư đoàn 18 bộ binh của tướng Liên Minh Đảo và lữ đoàn 1 dù của trung tá Nguyễn Văn Đỉnh. Trong lúc đó, địch đang tập trung quân quanh Sài Gòn, chuẩn bị tiến công từ năm hướng. Biên Hòa cách Sài Gòn 30 cây số, có một phi trường quân sự quan trọng cần bảo vệ. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 quyết định sư đoàn 18 bộ binh và lực lượng tham chiến tại Xuân Lộc phải triệt thoái. Ngày 20 tháng 4 năm 75 lúc 9 giờ sáng, Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 3 Nguyễn Văn Toàn có Đại tá Hoàng Đình Thọ, trưởng phòng 3 Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tháp tùng vào Xuân Lộc. Tại đây ông cho lệnh tướng Lê Minh Đảo, Tư lệnh Mặt trận rút toàn bộ lực lượng tham chiến ra khỏi Xuân Lộc trong nội ngày hôm đó. Lệnh vừa ban ra buổi sáng, vào lúc quá trưa, các đơn vị đã nhận được lệnh hành quân khá chi tiết. Nhờ vậy, các cánh quân lôi binh nhịp nhàng trong im lặng theo thế chân vẹt, nên quân Cộng sản đã không phát giác kịp thời. Một đại đơn vị với hơn 5.000 quân trầm trầm rộ rộ di chuyển mà địch vẫn không hề biết ý định của ta. Chúng nghĩ rằng đó chỉ là việc thay quân bình thường. Lữ đoàn 1 dù và tiểu đoàn 2/43 đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Trong lúc đại đơn vị di chuyển, hai đơn vị này vẫn tiếp tục chiến đấu, vẫn mở đường những cuộc tấn công địch. Khi hai đơn vị đoạn hậu này di chuyển thì áp dụng chiến thuật đánh trì hoãn chiến. Bộ đội của Hoàng Cầm dù đang bám sát quân ta, đã hoàn toàn không hề hay biết gì về cuộc hành quân lôi binh của đối phương. Đến lúc phát hiện được thì đoàn quân đã về đến Xà Bang, tiền quân đã đến Bình Giã. Sau khi chiếc trực thăng của tướng Toàn vừa cất cánh rời Xuân Lộc, với khả năng nhạy bén, tướng Đảo đã có ngay một kế hoạch hành quân lôi binh trong đầu. Thông thường phải triệu tập các đơn vị trưởng tổ chức ngay cuộc họp khẩn tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ Binh. Nhưng trong tình thế hiện tại, dù không còn khả năng tấn công, địch đã gia tăng cường độ pháo. Những trận mưa pháo của Cộng quân trót xuống Xuân Lộc theo dài ký giả phương Tây còn ác liệt và có tính cách hủy diệt hơn hồi trận Điện Biên Phủ.
vả lại các đơn vị trưởng đang mặt đối mặt với quân thù, không tiện rời bỏ vị trí. Ông tướng đã gặp riêng đại tá Hứa Yến Lến để truyền đạt lệnh, phát thảo kế hoạch điều quân lui binh của ông được phòng 3 sư đoàn soạn thảo chi tiết. Để đạt được yếu tố bí mật, lệnh hành quân phải chuyển tay đến các đơn vị trưởng, lệnh phải được thi hành ngay, các đơn vị phải nhanh chóng chuẩn bị, có gì không rõ phải trực tiếp hỏi tư lệnh, nếu không thì cứ thế mà thi hành. Lộ trình cuộc triệt thoái là liên tỉnh lộ 2 nối liền Xuân Lộc của Long Khánh đi Bà Rịa của Phước Tuy. Ông cho lệnh phi hành đoàn chiếc trực thăng chỉ huy CNC bay quan sát lộ trình. Đoàn quân sẽ di chuyển khi màn đêm buông xuống. Xưa nay hành quân hay đánh đêm là sở trường của địch. Thông thường quân ta chỉ tiến ban ngày, ban đêm thì co cụm và phòng thủ. Tướng đạo ấn định giờ xuất phát lúc 7 giờ tối là một bất ngờ đối với địch. Khi các đơn vị trưởng nhận được lệnh hành quân, lệnh chi tiết hơn đã được soạn thảo chuyển xuống cho các đơn vị cấp thấp thi hành. Tiểu đoàn 2/43 trấn giữ cao điểm núi Thị, vị trí xa nhất trong tuyến phòng thủ Xuân Lộc đã được chính tay đại úy Nguyễn Văn Khiêm, ban 3, chiến đoàn 43, vượt rừng cao su trao tay vào lúc quá trưa. Riêng đại đội 43 trinh sát của trung úy Dương Trọng Khoát đang hoạt động tại khu vực núi Ma, chỉ biết lệnh khi quá nửa đêm. Kế hoạch điều quân cuộc lui binh như sau: chiến đoàn 48 do trung tá Trần Minh Công, trung đoàn trưởng 48 chỉ huy mở đường; thiết đoàn 5 kỵ binh, các tiểu đoàn pháo binh, công binh, tiểu đoàn 18 tiếp vận hai khẩu đại bác tự hành 175 ly và các đơn vị kỹ thuật lập thành đoàn cơ giới do đại tá Hứa Yến Lến chỉ huy; bộ chỉ huy tỉnh Long Khánh và các đơn vị trực thuộc do đại tá Phan Văn Phúc, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng chỉ huy. Chiến đoàn 43 gồm các đơn vị cơ hữu và tiểu đoàn 82 biệt động quân do đại tá Lê Xuân Hiếu, trung đoàn trưởng 43 chỉ huy, lữ đoàn 1 dù và tiểu đoàn 2/43 do trung tá Nguyễn Văn Đỉnh, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 1 dù chỉ huy đi đoạn hậu. Kể từ 7 giờ tối ngày 20 tháng 4, tiểu đoàn 2/43 vào hệ thống truyền tin của lữ đoàn 1 dù, đặt dưới quyền chỉ huy của lữ đoàn trưởng lữ đoàn 1 dù. Đến 12 giờ đêm, tiểu đoàn 2/43 trở lại hệ thống truyền tin và chỉ huy trực tiếp của sư đoàn, di chuyển đến ngã ba Tân Phong, gặp lữ đoàn 1 dù sẽ xuất phát trước. Chuẩn tướng tư lệnh Lê Minh Đảo sẽ di chuyển cùng cánh quân của chiến đoàn 43 do tiểu đoàn 82 biệt động quân của thiếu tá Vương Mộng Long bảo vệ. Chiếc trực thăng chỉ huy của tư lệnh CNC sẽ do đại tá Ngô Kỳ Dũng bay bao vùng, đổi hình hành quân theo thế chân vẹt, hầu bảo đảm an toàn cho các cánh quân khi di chuyển. Hành quân lôi binh là một loại hành quân khó khăn, nhất là khi phải tiến hành dưới áp lực và hỏa lực của địch. Việt Nam Cộng Hòa đã hơn một lần thảm bại cay đắng trong cuộc triệt thoái hay di tản chiến thuật hồi trung tuần tháng 3 năm 75 từ cao nguyên về Duyên Hải, miền Trung. Thiệt hại của đoàn quân triệt thoái ít nhất là 75% khả năng tác chiến. Tại quân đoàn 1, cuộc triệt thoái chiến thuật cũng thất bại. Cuộc hành quân lôi binh do sư đoàn 18 bộ binh thực hiện trong đêm 20 rạng ngày 21 tháng 4 năm 75 đã thành công tốt đẹp. Toàn bộ sư đoàn lực lượng địa phương quân và nghĩa quân Long Khánh, tiểu đoàn 82 biệt động quân và lữ đoàn 1 dù đã di chuyển về đến Bình Giã, Bà Rịa thuộc tỉnh Phước Tuy an toàn. Nhưng lữ đoàn 1 dù vừa di chuyển vừa phải chiến đấu để bảo vệ đồng bào các ấp Bảo Định và Bảo Bình đi theo nên chịu một số thiệt hại. Tiểu đoàn 2/43 với nhiệm vụ đánh trì hoãn chiến, đánh nghi binh, phải rút ra sau cùng, do đó bị thiệt hại nặng nhất, lối 50%. Nhưng nhìn chung cuộc hành quân lôi binh của các lực lượng tham chiến tại mặt trận Xuân Lộc là một thắng lợi to lớn. Mặc dù ở thế mặt đối mặt, quân của hai bên có thể nói chuyện với nhau được, thế mà khi quân ta rút ra, bắt đầu di chuyển từ lúc 7 giờ tối, mãi đến gần 3 giờ sáng, tướng cầm mới hay biết để tổ chức đơn vị truy kích. Tiểu đoàn 9 dù cùng trung đội pháo binh dù rời Long Giao lúc 4 giờ 30 sáng, tiểu đoàn 2/43 rời căn cứ núi Thị lúc 5 giờ sáng. Đường liên tỉnh lộ 2 nối liền Xuân Lộc của Long Khánh và Bà Rịa của Phước Tuy dài trên 40 cây số. Con đường này do quân đội đồng minh sửa chữa và mở rộng. Khi quân đội đồng minh rút, con đường bị bỏ hoang phế. Tướng đạo đã có một quyết định khá táo bạo khi chọn con đường này làm lộ trình triệt thoái. Quyết định táo bạo đó của ông là yếu tố bất ngờ đối với cộng quân.
Tướng Trà viết hồi ký đã tiên đoán quân ta sẽ trút khỏi Xuân Lộc về Bà Rịa, hay là trút chạy khỏi Xuân Lộc về Bà Rịa. Vì vậy ta không được để lơi lỏng đối với lực lượng địch ở Xuân Lộc mà phải kèm kỹ. Tiên đoán của Trà được viết trong hồi ký, chứ không phải được phán đoán hay suy nghĩ trước khi lực lượng tham chiến Xuân Lộc trút đi. Thực tế như Hoàng Cầm thú nhận trong quyển lịch sử quân đội nhân dân, chúng tôi đã không phát hiện kịp thời cuộc di chuyển quân của sư đoàn 18 để tổ chức lực lượng truy kích và ngăn chặn. Hai tướng cộng sản viết hồi ký đã đưa ra những điều mâu thuẫn. Nếu Trà đã tiên đoán, sao không ra lệnh cho Cầm bố trí một lực lượng mạnh trước để có thể phát hiện kịp thời mà chặn đánh? Dù đạt được yếu tố bất ngờ của cuộc hành quân lui binh, nhưng đã có những cuộc chạm súng lẻ tẻ. Từ sau hiệp định ngừng bắn Paris, việc cộng thường xuyên phục kích đắp mô trên con đường này, đó cũng là hành lang giao liên giữa các mật khu Việt Cộng trong vùng. Đây cũng là địa bàn hoạt động của trung đoàn 33 quyết thắng Long Khánh. Những cuộc chạm súng tuy không lớn, nhưng cũng làm cho quân bạn chịu một số tổn thất. Đại tá Phạm Văn Phúc, tỉnh trưởng bị bắt, trung tá tham mưu trưởng Lê Quang Định bị tử thương, quân dù cũng chịu một số thiệt hại. Trên con đường liên tỉnh lộ 2, quân dù là đơn vị di chuyển sau cùng. Khi quân dù đã đi qua, tướng Hoàng Cầm phát hiện đã tổ chức lực lượng truy kích và ngăn chặn. Từ đó con đường hoàn toàn bị đóng. Theo thiếu úy Tài, hiện định cư tại Hoa Kỳ, sĩ quan tiền sát đại đội trinh sát 43 của trung tướng Dương Trọng Khoát cho biết, đơn vị này vẫn chiến đấu quyết liệt với quân cộng sản Bắc Việt cho đến 11 giờ đêm. Buổi chiều, đại úy Quyền, pháo đội trưởng pháo đội B của tiểu đoàn 181 pháo binh, gọi thiếu úy Tài yêu cầu chấm mục tiêu những nơi tập trung quân của cộng sản để bắn pháo. Tài lấy làm lạ, sau hôm nay căn cứ pháo tại núi Thị Chơi Sang, Tài đâu có biết rằng pháo đội của đại úy Quyền cần bắn cho hết đạn để di chuyển nhẹ nhàng. Khi màn đêm buông xuống như thường lệ, quân cộng sản lại mở nhiều đợt tấn công biển người vào vị trí của đại đội 43 trinh sát. Trận chiến thật ác liệt, có lúc phải đánh cận chiến, nhưng những người lính trinh sát vẫn giữ vững vị trí. Hai khẩu pháo còn lại tại núi Thị bắn ào ạt như trút cơn giận dữ lên đầu giặc. Pháo của địch cũng dội lên đầu quân bạn không ngớt. Thiếu úy Tài vẫn bình tĩnh điều chỉnh pháo. Những loạt đạn bắn gần đã phá tan đội hình tấn công của địch. Vài trái đạn nổ ngay trên tuyến phòng thủ. Khoát bị thương nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Lúc 11 giờ đêm, Khoát liên lạc được với Bảo Định, yêu cầu được dẫn quân qua núi Thị. Nhưng Bảo Định nói hãy dẫn quân qua ngã ba Tân Phong, gặp tiểu đoàn 2 trên 43 ở đó rồi cùng rút. Đơn vị của Khoát không thể đến được điểm hẹn. Quân cộng sản bố trí cùng khắp trong các cánh rừng cao su, trong các khu rừng chồi. Có những đơn vị cộng quân đi lạc do những tên chỉ huy kém cỏi không xác định được điểm đứng. Đó là trường hợp của tiểu đoàn 8 thuộc sư đoàn 341, nên được giao nhiệm vụ chốt trận nhằm không cho các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiếp viện hay rút lui. Có thể đơn vị cộng quân này chốt trận tiểu đoàn 2 trên 43 tại phòng tuyến núi Thị, vì chúng đang bố trí quân khu vực xã An Lộc và Tân Lập cách núi Thị vài cây số về hướng Tây. Trên đường hành quân ra ngã ba Tân Phong, đại đội 43 trinh sát chạm súng đơn vị địch thuộc trung đoàn 274 đang kiện chốt tại khu vực đèo Mẹ Bồng Con. Khoát phải cho đơn vị đổi hướng về hướng Tây. Sau nhiều ngày luồn lách hành quân xuyên qua các căn cứ địa của Việt Cộng, vừa đi vừa đánh, quân số bị hao hụt nhiều. Buổi trưa ngày thứ năm của cuộc vượt thoát, Khoát mới thấy một chiếc trực thăng đang nhẫn nhơ trong bầu trời cao. Đơn vị dùng kính mắt thần của viễn thám chiếu lên phi cơ. Một lúc sau trực thăng quay lại, liều lĩnh đáp xuống trong lưới đạn giặc trên một khoảng đất trống nhỏ, cố bóc đi những quân nhân sống sót. Nhưng không bốc hết được, phải để lại một số. Trực thăng quá tải, cố ngóc lên cao, nhưng chỉ có thể rà rà trên ngọn cây lướt về hướng quốc lộ 1. Trực thăng thả quân xuống một căn cứ pháo rồi vội vã quay lại bốc nốt những người lính còn sống sót. Chiếc trực thăng cứu nạn đó là của đại tá Lưu Yểm, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Biên Hòa, đang bay quan sát. Hay, Hoa Nghi là mấy em lắm mà. Giọng nói thân tình huynh đệ chi binh. Mấy hôm nay nghe bên sư đoàn đang bay tìm số quân nhân thất lạc trong vùng. Yên chí đi, qua không bỏ mấy em đâu. Khi đi qua thị xã, tiểu đoàn 2 trên 43 di chuyển bên ngoài,
cách xa vài trăm mét, cộng quân lố nhố trong thành phố, xe Molotova chạy qua lại. Dù trời đã sáng, xe vẫn còn mở đèn pha, thị xã sáng rực, nhưng hầu như việc ai nấy làm, cộng quân vào thành phố thì lo hôi của, đoàn quân triệt thoái thì lo di chuyển theo lộ trình ấn định. Buổi sáng thật yên ả, không có tiếng đại bác vọng về, không có tiếng máy bay gầm rú, trời cao và xanh trong. Từ 7 giờ tối khi đại quân bắt đầu di chuyển, hai khẩu pháo được lệnh tác xạ liên tục, tác xạ quấy rối, tác xạ nghi binh, cũng là tác xạ cho hết đạn. Trường hợp này cũng giống như Trương Phi trong Tam Quốc Chí, cùng 20 người ngựa tại cầu Trường Bản, đã mưu trí dùng những nhánh cây cột vào đuôi ngựa cho chạy lui chạy tới trên đường, làm cho đất bụi bay mù trời, hầu đánh lừa quân Tào Tháo. Nhờ hành động mưu trí này của Trương Phi, đại quân của Lưu Bị đã rút lui an toàn. Sau khi hai khẩu pháo bị phá hủy, vùng trời Xuân Lộc hoàn toàn im vắng. Lúc đó là 5 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 1975. Lối 7 giờ sáng, trong cái im vắng của bầu trời Xuân Lộc, chiếc CNC của tư lệnh xuất hiện, bay từ hướng Bình Giả lên. Khi bay ngang đầu, đại tá Ngô Kỳ Dũng, chiến đoàn trưởng chiến đoàn 52 đang ngồi trên đó, không phải tướng Đảo, chuyển lệnh của tướng Đảo cho tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2/43, hủy bỏ lộ trình cũ di chuyển về hướng Tây, điểm tập trung tại Long Thành trên quốc lộ 15. Tiểu đoàn 2/43 phải tìm sinh lộ trong tử địa. Khi chiếc CNC bay đi, bầu trời trống không, không một chiếc máy bay nào vào vùng, pháo binh cũng im bặt. Thật khác hẳn không khí rộn ràng trong suốt 12 ngày đêm vừa qua. Lúc đó máy bay đủ loại vần vũ trên bầu trời, lưới đạn đan nhau, khói súng mịt trời, đạn pháo ầm ầm, pháo địch pháo ta. Giờ này tất cả đều im lặng, một thứ yên lặng ma quái rất kinh người. Đang im lặng di chuyển trong khu rừng cao su phía tây căn cứ Long Giao, đơn vị tiền quân chạm địch, một cuộc chạm súng ngắn ngủi, những người lính tiểu đoàn 2/43 tràn lên như thác lũ, đã đè bẹp một ổ kháng cự của giặc cỡ một trung đội. Chúng không phản ứng kịp đã bị tiêu diệt gọn. Tiểu đoàn trưởng định cho đơn vị nghỉ ngơi một lúc, nhưng từ hướng đông, một đoàn xe Molotova trên 10 chiếc chở đầy bộ đội Cộng sản Bắc Việt đang theo các con đường lô cao su tiến vào. Đơn vị nhanh chóng đổi hướng về phía Bắc, nhưng lại chạm địch. Trong hoàn cảnh không có máy bay và pháo binh yểm trợ, đại đơn vị thì đang ở trên đường di chuyển, đánh nhau với địch lúc này là bất lợi. Nếu quân sĩ bị thương vong thì lại càng phiền toái hơn. Tiểu đoàn trưởng quyết định đoạn chiến, lại chuyển hướng di chuyển về phía Tây. Đơn vị đi xuyên qua những căn cứ địa Việt Cộng, tiêu diệt gọn những tên cán binh giữ nhà. Nếu gặp giặc đông thì tránh, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Trước khi trời tối, tiểu đoàn đi đến một khu rừng rậm, đơn vị chia làm hai cánh, một do tiểu đoàn trưởng chỉ huy và một do đại úy tiểu đoàn phó Nguyễn Tấn Chi chỉ huy. Vì hoàn cảnh đơn vị di chuyển lẻ loi không có phi pháo yểm trợ, trong khu rừng đầy căn cứ địa của đối phương, hiện do sư đoàn 341 chiếm cứ, nên tiểu đoàn trưởng cho lệnh đơn vị phải tránh chạm súng để tránh thương vong. Nếu bất đắc dĩ phải nổ súng, phải đoạn chiến ngay, phải tìm cách phân tán mỏng, phải di chuyển nhanh ra điểm tập trung tại Long Thành trên quốc lộ 15. Cánh quân do tiểu đoàn trưởng chỉ huy chạm súng liên miên, cuối cùng chỉ còn 27 người sát cánh cùng tiểu đoàn trưởng. Toán quân vượt thoát ngày nghỉ đêm đi, giữ im lặng vô tuyến. Máy truyền tin mang theo nghe sư đoàn và trung đoàn gọi nhưng không thể trả lời vì sợ đối phương định vị tìm đến tiêu diệt. Từ sáng sớm đến chiều tối, sư đoàn và trung đoàn thay nhau dùng trực thăng 2L-19 bay đi tìm. Mãi đến 5 ngày sau, khi đã thoát ra ngoài vòng vây, toán quân vượt thoát 28 người được trực thăng đến bốc. Vài ngày sau, những người lính thất lạc cũng tìm được cách ra đến Long Thành để được xe GMC đón về Long Bình trước ngày tan hàng. Đơn vị lại tụ họp còn khoảng 50% quân số. Chỉ có 3 chiếc trực thăng đến bốc 28 quân nhân thất lạc trong khu rừng trong cuộc hành quân lui binh của sư đoàn 18 bộ binh. Nhưng tin tức loan truyền sai lạc và đã được phóng đại rất xa sự thật. Tướng Lê Minh Đảo di chuyển bộ cùng với chiến đoàn 43 của đại tá Hiếu, có tiểu đoàn 82 biệt động quân của thiếu tá Vương Mộng Long bảo vệ gần. Đoàn quân vẫn tiếp tục đi. Tư lệnh vẫn vừa đi vừa đàm thoại với những cánh quân ở xa.
Đại tá Hiếu thì cứ luôn luôn bận tâm đứa con đi đoạn hậu, tiểu đoàn 2/43, đơn vị này bắt đầu rời núi thị. Khi đến ngã ba Xà Bang, tướng tư lệnh đã mệt lắm rồi. Lòng ơi, có nên cho anh em nghỉ một chút được không? Cố lên đi thiếu tướng. Tôi vừa nói vừa kéo tay tư lệnh tiến lên. Nhưng kẻ địch, Thượng tướng Trần Văn Trà, tư lệnh B2 rất sung sướng khi trích dẫn những lời viết dối trá của Frank Snape để biện hộ cho thất bại của mình với ảo tưởng thắng trận. Rằng ngày 21, các tuyến phòng thủ cuối cùng của chính phủ tại Xuân Lộc sụp đổ. Bốn tiểu đoàn còn sống sót của sư đoàn 18 quân đội Việt Nam Cộng Hòa với viên tư lệnh tướng Đảo được kéo chạy khỏi thành phố đổ nát bằng máy bay lên thẳng. Đoạn văn này được luật sư Hoàng Cơ Thủy Trích viết trong quyển Việc sự khảo luận của ông ấy, rồi lại được luật sư Nguyễn Văn Chức trích lại viết trong một loạt bài công kích tướng Đảo trên tờ Văn Nghệ Tiền Phong với văn phong và ngôn ngữ của miền Nam. Trực thăng đã đến bốc cái tiểu đoàn chót của bốn tiểu đoàn sống sót của sư đoàn 18, kể luôn tướng Lê Minh Đảo, có 600 người dưới quyền đại tá Lê Xuân Hiếu tình nguyện ở lại sau cùng để che chở cho cuộc triệt thoái. Trong vài giờ, họ bị tràn ngập bởi 40.000 quân Bắc Việt đã được bố trí để trực tiếp đánh họ. Tại sao Frank Snape viết như vậy? Là một phân tích gia CIA, cũng là một nhà báo ngồi tại Sài Gòn, chỉ cách Xuân Lộc 70 cây số. Snape phải biết rõ là không phải như vậy, nhưng anh ta vẫn viết như vậy. Rồi bản tin của anh ta đã bay cùng khắp thế giới. Snape cố tình đánh lừa dư luận. Có phải Frank Snape đang mặc cảm tội lỗi của một người bạn đồng minh bất tín? Với tin tức do quân đoàn 4 cung cấp hàng ngày, Trần Văn Trà cũng phải biết sự thật không phải như vậy. Nhưng hắn vẫn viết như vậy. Hắn đã rất sung sướng khi vớ được bản tin bôi bác này của Frank Snape. Hay Trà cũng mang mặc cảm nô lệ như luật sư trước, chỉ thiếu lời bàn mau tôn cương như ông luật sư. Đây là do Mỹ nói nhé. Lúc đến Bình Giả, đại tá Hiếu báo cho tướng Đảo biết quân dù đang chậm súng mạnh với cộng quân tại biên giới hai tỉnh Long Khánh và Phước Tuy. Tiểu đoàn 2/43 thì vừa xuống núi, đang di chuyển ngang qua thị xã để đến điểm hẹn tại ngã ba Tân Phong. Tướng Đảo liền cho lệnh đại tá Dũng đang bay trên chiếc CNC bao vùng hướng về Xuân Lộc, chuyển lệnh cho tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 243 phải lập tức hủy bỏ lộ trình cũ, đưa đơn vị băng rừng ra hướng Long Thành trên quốc lộ 15. Mặc dù lui binh là một cuộc hành quân khó khăn nhất trong chiến tranh, cuộc hành quân lui binh của sư đoàn 18 đã thành công. Các đơn vị đều rút ra an toàn, chỉ bị những thiệt hại nhỏ, đó là cái giá phải trả khi đơn vị đang ở thế mặt đối mặt với quân địch. Riêng tiểu đoàn 2/43, đơn vị đánh nghi binh phải rút ra sau cùng là bị thiệt hại nặng. Nhưng sự thiệt hại của tiểu đoàn 2/43 được đổi lại cho đại quân được an toàn trên đường triệt thoái thì cũng xứng đáng. Sự thành công tốt đẹp của cuộc hành quân lui binh do sư đoàn 18 bộ binh thực hiện không phải là do may mắn, cũng không phải do đối phương đã kiệt quệ. Chính Trần Văn Trà đã chỉ thị cho Hoàng Cầm sử dụng lực lượng mạnh của quân đoàn 4 kèm chặt Xuân Lộc. Sự thành công là nhờ vào kế hoạch được soạn thảo chu đáo, thi hành nhanh chóng, đạt được yếu tố bí mật và bất ngờ. Tướng Đảo đã chọn hai đơn vị thiện chiến chịu trách nhiệm đi đoạn hậu. Lữ đoàn 1 dù đánh trì hoãn chiến và tiểu đoàn 2/43 đánh nghi binh, hai đơn vị này gồm các binh sĩ giỏi chiến đấu có nhiều kinh nghiệm chiến trường và rất dũng cảm. Trong đêm lui binh vào những giờ đầu của cuộc hành quân, lữ đoàn 1 dù vẫn hoạt động bình thường, điều khó khăn là làm sao rút ra mà đối phương không biết, và quân dù đã làm được, quân dù đã giữ được an toàn cảnh sườn trái này của cuộc di tản. Tiểu đoàn 2/43 trấn giữ núi thị, vị trí xa nhất về hướng Tây Bắc của chiến tuyến. Nếu quân Cộng sản Bắc Việt ở hướng Bắc thị xã có hay biết và tổ chức bộ đội truy kích, chúng phải tiêu diệt tiểu đoàn 2/43 trước, rồi mới có thể tổ chức đội hình tấn công cạnh sườn phải của đoàn quân triệt thoái. Khi đại đơn vị bắt đầu di chuyển, tiểu đoàn 2/43 vẫn hoạt động bình thường. Các toán tiền đoàn và phục kích vẫn đi đến những vị trí ấn định. Trung đội biệt kích tiểu đoàn hoạt động sườn phía đông của núi Ma cách bộ chỉ huy tiểu đoàn lối 2 cây số về hướng bắc vẫn bám trụ. Chính vì vậy mà lúc 3 giờ sáng, khi có lệnh di chuyển, trung đội này phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới về tới tiểu đoàn. Những người lính biệt kích tiểu đoàn phải di chuyển thế nào để đối phương không phát hiện? Hai khẩu pháo 105 còn lại vẫn tác xạ quấy rối đều đặn.
lúc 11 giờ đêm, tên thủ trưởng, tên chính trị viên cũng có thể là một tên cán bộ cao cấp đặc trách về binh vận vào tần số tiểu đoàn gặp tiểu đoàn trưởng để tuyên truyền. Có thể hắn là người có trình độ hay chỉ là cái máy giống như con vẹt tuôn ra những điều đã được viết sẵn. Hai bên đấu lý trao đổi qua lại mãi đến gần 2 giờ sáng. Chính những hoạt động này của tiểu đoàn 2/43 đã đánh lừa được cánh quân này của Cộng sản Bắc Việt. Chúng chỉ phát hiện được sau 7 giờ sáng, khi tiểu đoàn đã rời xa căn cứ núi Thị đang di chuyển gần ấp núi Đỏ sát thị xã. Kế hoạch hành quân được phòng 3 sư đoàn soạn thảo tỉ mỉ, các cánh quân rút lui theo đội hình thế chân vẹt, do đó luôn luôn có quân sẵn sàng chiến đấu và hỏa lực sẵn sàng yểm trợ cho quân bạn, trên không thì có trực thăng bao vùng. Khoảng 9 giờ tối chúng tôi đến Long Giao, lệnh cho tôi phải ở lại Long Giao và sẵn sàng tác xạ để yểm trợ cho lữ đoàn Mộc Dù đang ở lại. Chúng tôi đã liên lạc được với lữ đoàn Mộc Dù và bắn yểm trợ cho họ trước khi chúng tôi được lệnh tiếp tục di chuyển. Đơn vị dù thay thế chúng tôi sẽ đến ngày sau khi chúng tôi rời khỏi nơi này. Pháo đội dù chỉ xếp càng pháo khi người lính cuối cùng của lữ đoàn đến Long Giao. Tinh thần quân sĩ rất vững vàng, đang lên cao do những thắng lợi suốt 12 ngày đêm của trận chiến. Điều quan trọng là cuộc triệt thoái chỉ thi hành theo lệnh, không phải do chiến bại để tháo chạy. Trong những ngày chuẩn bị trận chiến, các đơn vị thường xuyên có những sinh hoạt chỉnh huấn, huấn luyện cách sử dụng súng chống chiến xa, và đặc biệt tướng tư lệnh đến nói chuyện với đơn vị nhiều lần để động viên tinh thần quân sĩ. Thật là không mấy dễ khi cả vùng 1 và vùng 2 đều đã lọt vào tay giặc. Tiếng phòng ngự mạnh ở Phan Trang do Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi chỉ huy cũng thất thủ, dân tị nạn từ ngoài Trung chạy vào, hết đợt này đến đợt khác. Chính quyền Long Khánh phải lập trại tị nạn gần ngã ba Tân Phong, lẫn lộn trong đoàn người tị nạn, có một số quân nhân bỏ ngủ. Sự việc này dễ ảnh hưởng xấu đến tinh thần chiến đấu của quân sĩ, thế mà tinh thần các chiến sĩ sư đoàn 18 vẫn không lung lay. Trước khi trận đánh khai diễn, tiểu đoàn 18 quân y, bệnh xá sư đoàn, thân nhân và gia đình binh sĩ được di chuyển về hậu cứ sư đoàn ở Long Bình. Sự thất bại của quân đoàn 2 trong cuộc hành quân triệt thoái trên đường 7B là vì lẫn lộn trong đoàn quân có nhiều đàn bà trẻ em thuộc gia đình binh sĩ và nhiều thường dân đi theo, nên đã làm vướng bận các đơn vị quân đội, các đơn vị khó xoay trở lúc chiến đấu. Rút kinh nghiệm từ sự thất bại trên đường triệt thoái ở vùng 2 và vùng 1, tướng Đảo đã cho tiểu đoàn 18 quân y, bệnh xá sư đoàn, thân nhân và gia đình binh sĩ di chuyển về hậu cứ Long Bình từ trước khi xảy ra trận chiến. Tuy nhiên khó khăn cũng phát sinh khi quân dù bị vướng bận dân chúng hai ấp Bảo Định và Bảo Bình lánh nạn, gồng gánh đi theo. Quân dù vừa đánh giặc vừa phải bảo vệ dân nên đã chịu một số thiệt hại. Nhưng yếu tố quan trọng hơn hết là do vị chủ soái, tướng Liên Minh Đảo cùng chịu gian nguy với quân sĩ. Ông không sử dụng trực thăng CNC để chỉ huy từ trên cao mà di chuyển bộ cùng quân sĩ. Trong cuộc hành quân lôi binh từ Xuân Lộc đi Bà Rịa và cuộc lôi binh lần thứ hai từ Long Bình về Thủ Đức, tướng Đảo và bộ tham mưu đã di chuyển bộ cùng đoàn quân. Việc vị chủ soái dấn thân cùng chịu gian nguy như quân sĩ dưới quyền là một trong những yếu tố thắng lợi. Theo tâm lý thông thường của người chiến binh, đang đánh nhau, ở trong thế mặt đối mặt mà rút lui không đánh nữa là thất bại. Cuộc hành quân lôi binh dù tốt đẹp đã gây ảnh hưởng tâm lý không tốt đến tinh thần chiến đấu của quân sĩ. Quân và dân Việt Nam Cộng Hòa cứ lui, lui dần từ Quảng Trị qua Duyên Hải miền Trung đến Hàm Tân rồi Xuân Lộc cũng bỏ. Người dân Biên Hòa cũng đang tìm cách lánh nạn Cộng sản về Sài Gòn. Cảnh tượng như đàn cá đang bị lùa vào rọ, Sài Gòn thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Có người nói, mạnh quân, mạnh chi tướng. Đúng, chiến thắng Xuân Lộc là chiến thắng của tất cả người Xuân Lộc, tất cả những chiến binh tham chiến tại mặt trận Xuân Lộc. Chính vì thế mà trước khi Sài Gòn thất thủ, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ban hành sự vụ văn thư về việc vinh thăng một cấp cho tất cả những người lính tham dự trận chiến Xuân Lộc. Riêng chuẩn tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh, kiêm tư lệnh mặt trận Xuân Lộc, đã được Tổng thống Trần Văn Hương vinh thăng cấp thiếu tướng ngày 25 tháng 4 năm 75. Trong những loạt đạn đại pháo đầu tiên của giặc bắn vào Xuân Lộc khi mở cuộc tấn công vào lúc sáng sớm ngày 9 tháng 4, vài trái đạn xuyên qua mái nhà rứt trúng ngay phòng ngủ của tướng Đảo. Nếu tướng Đảo bị tử vong ngay lúc đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Một lần khác, ngay sau khi phái đoàn báo chí Tây Phương rời Xuân Lộc, pháo binh Cộng quân đánh hơi đã trút trận mưa pháo tàn bạo vào nơi tướng Đảo vừa tiếp phái đoàn.
ông bị một mảnh đạn pháo ghim vào cánh tay. Nếu mảnh đạn trúng ngay chỗ hiểm, ông phải tản thương, thì trận chiến có diễn tiến thuận lợi như đã xảy ra không? Ai có thể phủ nhận tướng Đảo là linh hồn của trận chiến Xuân Lộc? Chính quyền Hà Nội đã nhốt ông 17 năm trong các trại giam từ Nam ra Bắc, bởi vì ông là đạo diễn của cuộc chiến thắng Xuân Lộc, hay nói một cách khác, ông là người hùng Xuân Lộc, cũng như tướng Lê Văn Hưng là người hùng An Lộc. Nhưng ông không muốn gọi là người hùng. Ông nói, xin đừng có gọi tôi là người hùng. Những người lính của tôi hy sinh tại Xuân Lộc và hàng trăm trận chiến trước đó mới thật sự là những anh hùng. Nói như George Highway, một sử gia người Mỹ, không cần gọi Lê Minh Đảo là người hùng. Những sự thật tự nó đã nói lên điều đó.